rất nhanh ngay từ phút đầu tiên. Khá nguy hiểm, đó là bàn thắng dành cho U23 Việt Nam. Chưa đầy 20 giây, quá bất ngờ với những gì đã diễn ra tại khu địa cỏ. Đây là một quyết định dứt điểm dũng cảm đến từ Phan Tuấn Tài. Dạ. Từ hậu vệ cánh trái của U23 Việt Nam, bóng đã khẽ đổi hướng sau khi chạm vào người của Hoàng Khánh Định. Trái bóng đã đổi hướng và đánh bại được thủ thành U Đôn 1-0 cho U23 Việt Nam ngay ở những giây đầu tiên. Nhưng không chỉ là bàn thắng của Tuấn Tài, chúng ta đã thấy ngay sau tiếng gọi khai cuộc của trọng tài Ma Ninh, các cầu thủ U23 Việt Nam.